Xin chào các bạn, mật dị đường là gì? Những ứng dụng của mật dị đường trong cuộc sống như thế nào? Những lưu ý khi bảo quản và sử dụng? Tất cả sẽ được Viettel giải đáp toàn bộ trong video này, cũng như gợi ý tới các bạn một địa chỉ mua hàng uy tín, tin cậy, chất lượng luôn đảm bảo, giá thành luôn mức tốt nhất. Những điều cần biết về mật dị đường. 1. Mật dị đường là gì? Dị đường hay dị mật, mật dị đường còn được gọi ngắn gọn là mật, là chất lỏng đặc sánh còn lại sau khi đã rút đường bằng phương pháp cô và kết tinh. Đây là sản phẩm phụ của công nghiệp chế biến đường, đường mía, đường nho, đường củ cải. Mật dị đường có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Hiện nay, Viettel đang cung cấp mật dị đường và nhiều hóa chất khác cho nhiều đối tác và khách hàng lớn trong nước như Samsung, Meiko, EVN. 2. Những ứng dụng của mật dị đường trong cuộc sống. Là nguyên liệu được sử dụng trong quá trình lên men để sản xuất cồn ethanol, rượu chum, axit amin, nấm men, axit citric. Tạo hương thơm trong sản xuất thuốc lá và một số loại bia có màu tối. Là chất phụ gia chiếm tới 50% thành phần để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong nuôi trồng thủy sản, bổ sung nguồn carbon, giúp loại bỏ khí ammoniac và nitơ dioxit có hại trong ao nuôi tôm. Kiểm soát hiệu quả nồng độ pH như đảm bảo mật độ tảo ổn định trong ao. Mật dị được dùng để ủ chung với men vi sinh, ứng dụng trong lĩnh vực xử lý nước thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản. Sử dụng mật dị đường trong ngành sản xuất gạch ngói. Là thành phần được dùng kết hợp với keo, dùng trong ngành công nghiệp in ấn. Sản xuất cồn ethylic để làm nhiên liệu vận hành cho động cơ. Bón vào đất trồng để bổ sung dưỡng chất, góp phần tăng hoạt tính sinh học của đất. Trong thủy canh, mật dị đường được dùng để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. 3. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản hóa chất canxi clorua. Bảo quản canxi clorua ở nơi an toàn, thoáng mát, sạch sẽ. Khi tiếp xúc, cần mang đầy đủ trang phục bảo hộ lao động, gồm quần áo bảo hộ, mắt kính, khẩu trang, găng tay, giày hoặc ủng. Năm 2022, Viettel vinh dự đạt giải thưởng top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á và top 10 thương hiệu nổi tiếng uy tín đất Việt. Hiện nay, kho hóa chất của Viettel với diện tích hơn 70.000 m², đáp ứng được các tiêu chí về an toàn lưu trữ, được giám sát theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 14001:2015, đảm bảo hóa chất được bảo quản an toàn, chất lượng luôn mức tốt nhất. Viettel hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp và phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0826 010 010 hoặc truy cập vào trang web viettel.com.vn.